thưa quý vị, lời đầu tiên thì Văn Hiền xin gửi lời chào thân thương đến tất cả các quý cô chú, quý anh chị, quý mạnh thường quân và các bạn đang xem trên kênh Văn Hiền chia sẻ yêu thương. Kính thưa quý vị, Bình Dương không chỉ là khu kinh tế lớn, mạnh ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ, mà Bình Dương còn là một địa danh du lịch khá là hấp dẫn, nổi tiếng gần Sài Gòn đó quý vị. Với những người yêu thích du lịch tâm linh thì chùa Châu Thới là một điểm đến không thể bỏ qua đó quý vị. Và hiện tại thì Văn Hiền đang ở dưới chân núi, đường đi lên chùa Châu Thới đó quý vị. Ở phía sau Văn Hiền ở trên ngọn núi cao đó chính là ngôi chùa Châu Thới, là một trong những ngôi chùa cổ nhất ở miền Đông Nam Bộ. Và cảnh quan ở nơi đây thì rất là đẹp đó quý vị. Và kèm theo đó là những câu chuyện rất là ly kỳ, hấp dẫn về lịch sử của ngôi chùa. Bây giờ thì Văn Hiền mời quý vị, chúng ta sẽ cùng theo chân Văn Hiền cùng di chuyển lên ngọn núi và cùng khám phá về chùa Châu Thới quý vị nha. Văn Hiền xin mời quý vị ạ. Chùa Châu Thới Bình Dương nằm trên núi Châu Thới thuộc xã Bình An, huyện Dĩ An của tỉnh Bình Dương. Từ chùa Châu Thới quý vị có thể ngắm nhìn toàn cảnh đồng bằng xung quanh, phải nói là rất đẹp. Chính vẻ đẹp tự nhiên núi Châu Thới mang lại mà vào ngày 21 tháng 4 năm 1989, nơi đây đã được công nhận là danh thắng quốc gia. Chùa Châu Thới Bình Dương nằm cách mực nước biển 82m, ngôi chùa lúc ẩn lúc hiện sau những rặng cây xanh, xung quanh có nhiều hồ nước nhân tạo càng tôn thêm nét đẹp của chùa như chốn bồng lai tiên cảnh. Đến chùa, quý vị có thể cảm thấy rất là nhẹ nhàng mà còn được thưởng thức cảnh đẹp nữa quý vị. Chùa Châu Thới Bình Dương nằm cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 30km về hướng Đông Bắc. Đây là địa điểm du lịch tâm linh gần thành phố Hồ Chí Minh được rất nhiều người lựa chọn. Vâng, kính thưa quý vị, sau gần 10 phút di chuyển bằng xe máy thì hiện tại Văn Hiền đã lên đến cổng của ngôi chùa Châu Thới rồi đó quý vị. Và kính thưa quý vị, đường để đi lên chùa Châu Thới thì quý vị có thể di chuyển bằng hai đường. Một là đi bằng xe máy ô tô, hai thì có thể quý vị có thể đi bộ bằng một con đường bậc thang nằm ngay bên cạnh, nằm ngay cái cổng sau chỗ Văn Hiền đang đứng đó quý vị. Còn đây là lối đi lên bằng bậc thang quý vị nhé. Lối đi lên bằng bậc thang và đường đi lên bằng xe máy ô tô thì giao nhau tại cổng tam quan như thế này đó quý vị. Bây giờ thì Văn Hiền mời quý vị chúng ta sẽ cùng đi vào ở ngôi chùa để cùng khám phá quý vị nha. Kính thưa quý vị, chùa Châu Thới được thành lập năm 1612 bởi thiền sư Khánh Long thuộc thiền phái Bắc Tông. Chùa Châu Thới gắn liền với câu chuyện di dân lập ấp của người Nam Bộ. Thiền sư Khánh Long đắc đạo vì thương cho dân làng, phiêu bạt đến nơi rừng thiêng nước độc ở Nam Bộ. Thiền sư đã đi theo tụng kinh niệm Phật, cầu an cho chúng sinh. Thiền sư chọn ngọn núi Châu Thới lập chùa bởi vị thế tốt, là nơi cao nhất của vùng đồng bằng rộng lớn, cầu an giúp cho dân làng có cuộc sống tốt hơn. Tương truyền trước kia, chùa Châu Thới Bình Dương khi mới thành lập chỉ là một am nhỏ đơn sơ, sau đó được trùng tu và đổi tên thành chùa Hội Sơn, và ngày nay đổi tên thành chùa Châu Thới đó quý vị. Một điều đặc biệt ở chùa Châu Thới, nếu như ai đã từng đến đây một lần sẽ được nghe kể về hòn đá thiên ở chùa Châu Thới Bình Dương. Khi đi bộ lên chùa Châu Thới ở bậc thang thứ 170, quý vị sẽ gặp một hòn đá to chắn ngang đường, lúc nào nhang khói cũng nghi ngút. Đó là hòn đá thiên trấn giữ ngôi chùa. Trong quá trình trùng tu xây dựng chùa Châu Thới để tạo bậc thang lên chùa, người ta đã tiến hành phá bỏ nhiều tảng đá chắn ngang đường, riêng chỉ có một hòn đá không thể phá vỡ được. Không thể hiểu được lý do vì sao, thợ xây dựng đã tiến hành đập té lửa cũng không làm bể tảng đá. Họ đào sâu xuống lòng đất phát hiện ra tảng đá này dính liền với cả khối đá khổng lồ nằm sâu dưới lòng đất. Thế là họ cho nổ mìn nhiều lần nhưng tảng đá vẫn giữ nguyên không bị gì. Được biết, câu chuyện sư chủ trì giữ nguyên hòn đá và cho rằng đây là hòn đá trấn giữ ngôi chùa, và viết lên hòn đá vài chữ Hán Tà Láo Trung Sơn, có nghĩa là ông Tà trấn giữ ngôi chùa. Một điều thú vị nữa, mỗi lần qua hòn đá ông Tà, điện thoại di động sẽ bị mất sóng. Từ hòn đá ông Tà đến chùa, quý vị sẽ không có sóng điện thoại di động. Nhà chùa đã phải kéo mạng điện thoại dây từ dưới đất lên đến chùa, và cũng không ai lý giải lý do vì sao nơi đây không có sóng điện thoại đó quý vị. Chùa Châu Thới Bình Dương bao gồm những phân khu chính như nhà chánh điện, khu thờ tổ, miếu thờ Linh Sơn Thánh Mẫu đó quý vị.
Kiến trúc độc đáo chùa Châu Thới Bình Dương được thể hiện ở chỗ phần mái chùa sử dụng các mảnh sứ đắp lên con rồng. Điểm đặc biệt thứ hai, đỉnh mái chùa có 9 chú rồng nhìn về 9 hướng khác nhau như trấn giữ phong ấn cho chùa. Kính thưa quý vị, trước mặt quý vị là một bức tượng Bồ Tát Phổ Hiền cưỡi voi 6 ngà đó quý vị, một bức tượng rất là đẹp. Và ở vị trí mà Văn Hiền đang đứng ở đây thì quang cảnh vào buổi chiều, mặt trời lấp ló ở phía sau đó quý vị, thì càng làm tôn thêm vẻ uy nghiêm tráng lệ của bức tượng đó quý vị. Bây giờ thì Văn Hiền sẽ đưa quý vị cùng đi vào sâu phía bên trong ngôi chùa để cùng khám phá quý vị nha. Trước mặt quý vị là một bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni đang giảng pháp cho 5 vị tỳ kheo đầu tiên đó quý vị. Xung quanh là những con rồng uốn lượn bao bọc quanh chùa đó quý vị, tạo nên một dáng vẻ rất là uy nghiêm và hoành tráng đó quý vị. Tại vì chùa nằm ở trên cao nên là khi mà quý vị lên đây thì lúc nào không khí ở trên này cũng trong lành với mát mẻ đó quý vị. Kính thưa quý vị, khi đứng cách chùa vài cây số thì quý vị đã có thể nhận ra vị trí ngôi chùa này với bức tượng Quan Âm cao 22,5m, nặng hơn 100 tấn, tay cầm tịnh bình đang dưới nước cam lộ xuống cho chúng sanh để mà cầu cho an lành, hạnh phúc đó quý vị. Cùng đi thẳng vào phía bên trong thì phía tay bên phải đó quý vị là một ngôi tiền điện rất là lộng lẫy. Và ở đây thì có 3 bức tượng rất là đẹp mắt, đó chính là Bồ Di Đà Tam Tôn và tượng rồng vàng uốn mình quanh những chiếc cột, trông rất oai nghiêm và có nét cổ kính của Phật giáo Đại Thừa đó quý vị. Kính thưa quý vị, vào những ngày rằm hoặc vào những dịp ngày đầu năm mới thì ngôi cổ tự này được rất là nhiều du khách đến để mà thăm viếng, cầu bình an, cầu tài, cầu lộc đó quý vị. Còn trước mắt quý vị đó chính là hiện thân của ánh sáng trí tuệ trong Phật giáo Đại Thừa, giúp cho chúng sinh mười phương thoát khỏi khổ đau. Đó là bức tượng Đại Thế Chí Bồ Tát cao 25,5m và cao hơn tượng Quan Âm là 3,5m quý vị nha. Còn phía trước đó chính là cặp rồng vàng uốn lượn quanh những bức tường xung quanh chùa Châu Thới đó quý vị. Phía sau tượng Đại Thế Chí Bồ Tát là tượng của Thái tử Tất Đạt Đa đang chuẩn bị xuống tóc đó quý vị. Và theo như thông tin Văn Hiền được biết thì lúc này Thái tử chỉ mới có 19 tuổi thôi đó quý vị. Từ bỏ ngai vàng, từ bỏ phụ vương, từ bỏ vợ con, Thái tử chọn cho mình màu áo vàng đơn giản và bắt đầu một cuộc sống không nhà của người xuất gia cầu đạo. Ngoài ra, tại chùa núi Châu Thới còn có điện thờ tượng Phật Di Lạc, điện thờ Chi Vị và Sơn Thần là những vị thần bảo hộ, chăm lo cho các sự vật, hiện vật, giúp cho mưa thuận gió hòa, con người được bình an, vô sự. Và phía dưới bảo tháp cao 4 tầng thì còn có điện thờ của Quan Thánh Đế Quân nữa đó quý vị. Đó quý vị, chùa Châu Thới thì có diện tích là 20 hectare đó quý vị, khá là rộng. Kính thưa quý vị, khi mà bước vào cổng ở phía bên tay trái của quý vị, đó chính là hướng đi lên điện thờ miếu bà Chúa Xứ Núi Sam và Linh Sơn Thánh Mẫu đó quý vị.
thì quý vị đã cùng theo chân Văn Hiền cùng đến với chùa núi Châu Thới để cùng khám phá vẻ đẹp tâm linh ở nơi này. Và bây giờ thì Văn Hiền cũng xin kết thúc video này tại đây. Chúc cho quý vị luôn luôn bình an, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống quý vị nha. Văn Hiền xin chào và hẹn gặp lại ạ.